Ok, chúng ta sẽ vào học Python Trẻ ngon đang quyết định kiểu tóc trên của bạn. Dove phục hồi Google lông với Dove Keratin với Vitamin phê cốt kem. Tóc chắc khỏe gấp. Ok, chúng ta đã vào đây rồi. Đầu tiên là phần giới thiệu chúng ta sẽ bỏ qua, tiếp đến là phần cài đặt Python và PyCharm. Chúng sẽ tắt biên dịch đi. Đây, đúng trang chủ của Python đây rồi. Chúng ta sẽ truy gõ trên Google, truy cập vào trang chủ. Đúng luôn. Chúng ta nhấn vào phần download. Phần download này chỉ có một nút thôi. Tôi sẽ kiểm tra lại xem là download cái nào cho chuẩn nào. Này là đang giải thích cho. Anh này đang giải thích là Python phiên bản 2 thì khác rất nhiều với phiên bản thứ 3. Chúng ta chỉ có một nút thôi thì chắc chúng ta sẽ download luôn thôi. Đây. Đây là phiên bản của Windows rồi, chúng ta sẽ download thôi. Anh này thì đang ở hệ điều hành khác. Anh này đang ở macOS các bạn ạ. Hơi khác chúng ta một tí. Rồi chúng ta download về thì chúng ta sẽ nhấn cài đặt thôi. Install now. Chúng ta sẽ cùng xem anh này cài đặt có thay đổi gì không. Không thay đổi gì cả, cứ nách chênh đách rồi close thôi. Very easy các bạn ạ. Ok, sau khi cài đặt Python xong thì chúng ta sẽ vào download PyCharm IDE để lập trình Python. Tôi thấy mọi người thường hay dùng Studio Visual Studio Code để code Python. Anh này dùng PyCharm. PyCharm. Ok, chúng ta sẽ theo anh này luôn thôi. Chúng ta sẽ vào Zpan để download PyCharm này. Nào xong thì chắc là cài đặt đơn giản bình thường như Python thôi nhỉ. Ok, chúng ta sẽ download phần download này. Chúng ta lại chỉ có thể dùng thử rồi. Cái này download không thấy dùng thử 30 ngày gì cả. 5 năm trước rồi, khác nhau nhiều quá các bạn ạ. Cái này Mac OS kéo thả gì đây. Mặt khăn đúng không ạ? Con phiêu chúng ta quá nhỉ. Ok, rồi chúng ta cứ cài đặt bình thường thôi vậy. Đấy, nặng phết các bạn ạ, 500 mb này. Bạn mà thấy nặng thì có thể dùng VS Code nhé, cho nó nhẹ. Mà chúng ta đang học theo khóa học này, chúng ta cứ làm theo y nguyên này. Không sai ở đâu. Không biết sửa cái gì. Ok. À, xong rồi, chúng ta sẽ run rồi. Ôi, tôi bật nhiều instant lên quá rồi. Sẽ tắt bớt đi vậy. Run cái này đã này. Đây, nó hỏi chúng ta đây rồi. Chúng ta sẽ giết và nách nhanh nách thôi. À, ở đâu thì chúng ta sẽ cài ở D nhé các bạn. Tôi sẽ cài ở D các bạn. Để đâu thì để. Tại ở C của tôi cái đây rồi. Chúng ta sẽ xem lại phần cài đặt PyCharm này, xem có vấn đề không. Cái này cài đặt các kiểu kéo thả gì các bạn. Tôi sẽ kệ anh ta thôi, tôi cài đặt thôi. Cái này không thay đổi gì đâu. Ok, next, next. Ok, chúng ta sẽ cùng chờ đợi để quá trình cài đặt diễn ra hoàn tất. Đã cài đặt xong rồi. Okay. Lại quảng cáo nữa. Nhiều quảng cáo thế. We're going to create works. Go ahead and search for basically just get a window.
Ok, chúng ta sẽ cùng mở PyCharm lên. Đây, PyCharm mở đây được. Đây, nó sẽ hỏi và confirm và don't send, không gửi thông tin gì cả. create a project. So you can see that Đây, down here. idea của chúng ta như Actually, thế the nào. first thing I want to do. Ok, chúng ta sẽ start start trial vậy. Là accept. Do though is come over here to configure, Continue. and I'm just gonna click on preferences, and Được, I rồi chúng xem lại. Anh này vào phần config à? come over here to configure, and I'm just gonna click on Preference preferences. à? Để cho nỗi mỗi nốt răng cưa này là giống cái đấy thôi, chắc phiên bản khác nhau nên là bây giờ cài đặt nó cũng khác nhau các bạn ạ. Mà thôi chúng ta có thể bỏ qua bước này cũng được, xem bên này config cái gì nào. Không thấy cái nào giống của bạn, không thấy preference ở đâu cả. Bạn nào biết thì comment cho tôi biết đấy nhé. Tôi cũng mới đầu học Python. Nghe nói Python dễ học lắm. À, anh này chỉ đổi thêm thôi các bạn ạ, từ trắng sang đen. Mình đen sẵn rồi, không cần đổi cũng được. Ok. Đây, cái new project này, giống anh kia này. Đây, giống giống rồi. Bây giờ đổi tên với đổi location thôi. Tôi sẽ đổi sang ổ D để giúp view cập vào chỗ lưu project của tôi. Đây, để trong ổ D và tôi phân chia project theo 5 tháng này các bạn, 5 và tháng. Bây giờ để trong 5 thôi. Để thêm một directory mới, folder mới, tên là giraffe. Con hươu cổ, chắc là chúng ta sẽ vẽ con hươu cổ màu xanh xanh ấy. Giống And then there's this other hình màn hình option đằng down sau here quá nhỉ. where it says interpreter. Now, what we Ok, want to select chọn phiên is bản à. Python version 3. So if Không I thấy click down here, you'll chỗ notice that there à, interpretation của chúng ta đây. À, chúng ta cứ để mới nhất vậy. there's Ok. a couple different as does Chúng ta Python select thôi. follow along with what we're doing is create our project. Create. Phần giải chỉ có 720. Chắc video 4 tiếng nặng quá nên chỉ dạ gen được 720 các bạn ạ, chứ không là And I want to show you guys how we can create nặng our lắm. first Python program. So over here in this draft folder, Ok, this chúng ta is just sẽ that cùng project that we làm created. theo I'm just going to right click and I'm going to say Master new. NASA này. And I'm going to come down and click Đây, Python. chúng ta sẽ new file. Ở đây. Hơi khác các bạn nhỉ, chúng ta lại có thêm cái folder gì bên trong với main rồi cả. New Python file. So we want to create a new Python file. This will be our first Python program. And I can just give this a name. Chúng ta sẽ đặt tên. Đây, giống giống giao diện rồi. Và tên là gì đây? App à? Ok, là tên là app đơn giản. Không có gì phải suy nghĩ. Rồi, tiếp đến là gì nào? Alright, so now we have our first Python file open. And we can just start typing in some Chúng ta thu nhỏ màn hình ở đây mình luôn, đỡ phải tab vào tab lại. Rồi anh này zoom màn hình lên rồi, nhìn rõ hơn tí rồi. Print à, lại print ve gì gì print hello world. Chúng ta sẽ print xin chào Việt Nam thôi, cứ là giống hệt á. Sau thì thích customize gì customize, giờ cứ giống hệt để cho ăn chắc mặt mềm, đỡ sai sót gì. Print hello world. Anh này còn nói là cuối file phải có dấu cách à, để thể hiện là đã hết chương trình à. Python rất hay nhé, Python có cái là chúng ta tap vào bên trong ấy, thì sẽ thể thay bằng dấu hoặc nhọn trong của các ngôn ngữ khác. Rất hay. Ô, chạy lên sau lại PyCharm này, không hello world nhỉ. À, khả năng là ở trong main chấm py này à, hai name này. Name là PyCharm à.
project của chúng ta bị khác rồi các bạn ạ, bị khác so với anh này rồi. Chạy vẫn không bị lỗi nhưng mà không chạy file by app.py của chúng ta. Chúng ta sẽ xóa cái này đi và tạo mới lại các bạn nhé, cho nó giống anh này. Tuy phiên bản khác nhưng mà cũng làm sao cho nó giống các bạn ạ. Ok, tôi sẽ tắt đi, truy cập vào hướng dẫn chứa project, xóa đi, làm lại từ đầu. Tưởng đơn giản mà không hề giản đơn. Đây, project ghi file của chúng ta đây rồi. Chúng ta xóa đi, tạo mới lại. And we'll click this run button right here. And now we'll see what happens. So it's asking me what I want to run. I can just click app. And này, down chạy here ra at Hello the bottom, World các bạn. Rồi, xóa project này đi. New project. Ok, chỗ nào sai sai không? Chúng ta cùng xem lại nha. Đây. Đây, đổi thêm. So down here, create new project này. Xong đến nội toại này luôn. Toại này chỉ có hai cái để sửa. Chúng ta rất nhiều. À ở đây. Chúng ta sẽ bỏ tick create a main py welcome script main py welcome script. Ok, chúng ta sẽ lại cho vào lại và hướng dẫn. Chúng ta đổi Python project thành hiệu quả khổ của tiếng Anh. Ghi ra. Ghi ra phe. Từ này đọc thế nào nhỉ các bạn? Biết cách đọc thì cũng comment cho tôi với nhé. Hiệu quả khổ khó đọc hết. Ok, tạo xong rồi. Đây, chúng ta giao diện folder giống giống anh chàng NASA rồi. Nó sẽ new Python file thôi. Tên là app. Đó tên là app đúng không các bạn? Đúng không các bạn nhỉ? Mà sẽ xem lại. Đấy, giống giống rồi đấy. Không còn main.py nữa. Rồi, này là tên là app.py. Đúng thật. Tôi hay quên lắm các bạn ạ. Rồi chúng ta sẽ gõ lệnh print. À, bây giờ lại còn gợi ý lệnh cho chúng ta. Trước hình như chưa load xong chương trình print hello này. Ok, chúng ta cũng chạy thử. À, IDE của chúng ta bị làm sao đây? À, tôi thấy rằng indexing Python SDK gì ấy. Khả năng là chưa chạy xong. App xong thì chúng ta chạy được đây rồi. Chạy lên ok thành công. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.